Xin chào bạn, tôi Tú Phan, đang dẫn bạn trên trang web là phankimtu.com. Thì video này tôi sẽ hướng dẫn bạn học một cái phần mềm dùng để vẽ hoạt hình 2D cho game hả bạn. Rồi. Thì nếu như các bạn nào mà theo cái định hướng cái nghề nghiệp ta theo cái hướng hoạt hình á, vẽ hoạt hình á, thì nó sẽ theo hai cái hướng ha. Một là các bạn vẽ hoạt hình mà chuyên nghiệp luôn, nghĩa là làm những cái nội dung hoạt hình giống như trên TV chúng ta xem các bạn. Thì bạn sẽ sử dụng hai phần, một trong hai phần mềm này. Thì tôi gợi ý cho bạn là một là bạn phải sử dụng phần mềm Toonbull Harmony 17 này, hai là cái phần mềm Moho để bạn làm hoạt hình, nó sẽ dễ hơn. Cái hoạt hình đó là cái dạng mà kết hợp nhiều cái nhân vật với nhau, rồi kết hợp với cái cảnh quan, cái môi trường xung quanh ở nhà cửa cây cối rồi đó. Thì bạn sử dụng cái hai phần mềm đó, Moho hoặc là Toonbull Harmony 17 đây, rồi thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn những bạn nào mà theo cái hướng thứ hai muốn làm hoạt hình mà theo cái dạng mà cho game á, thì chúng ta sẽ sử dụng một trong hai phần mềm này. Một là phần mềm Aspy, phần mềm này đã quá thông dụng rồi. Các bạn hầu như nói về làm hoạt hình chuyển động 2D cho game thì bạn sẽ biết phần mềm này Aspy. Còn cái phần mềm thứ hai tôi muốn nói đến là phần mềm Spiderol đây. Nó phần mềm này, nó hai phần mềm này tương tự nhau thôi, nhưng mà nó sẽ có khác đôi chút. Rồi thì trong cái loạt video này tôi sẽ hướng dẫn bạn cái học cái phần mềm này các bạn, Spiderol đây. Thì tôi sẽ so sánh cho bạn một số tính năng với giá cả, thì bạn sẽ đưa ra cái quyết định chọn cái phần mềm học các bạn. Thì thứ nhất là tôi nói về cái phần mềm Aspy trước đi. Thì phần mềm này rất là thông dụng rồi, giống như là nói về chỉnh sửa ảnh thì ta sẽ nghĩ ngay đến Photoshop. Còn nói về mà tạo hoạt hình 2D cho game thì bạn sẽ nghĩ ngay đến Aspy. Đó, thấy nè. Nó có cái trang web giao diện tiếng Việt cho bạn dễ nhìn và dễ đọc nè. Đó. Coi thử cái phần giá cả đi ha, giá cả trên đây nè. Thì những phần mềm này lúc nào cũng có phiên bản dùng thử hết để chúng ta học thử. Dùng thử như là bạn không thể nào lưu được file á, còn khi mà bạn xuất ra thì nó sẽ có cái chất lượng thấp với nó có cái mặt nạ bản quyền á, watermark á. Tôi click vô phần mua nè, kem thử giữa giá tiền thì nó sẽ có hai phiên bản ha, nhìn đây thấy nè. Một là phiên bản essential, là phiên bản thiết yếu thì nó chỉ có giá $69, phiên bản pro cao cấp thì nó $299 đi $300, thì cái này khoảng 1.4 triệu gì đó, cái này khoảng 7 triệu mấy. Rồi thì chúng ta sẽ qua bên cái phần mà so sánh thử tính năng, thì bạn sẽ thấy nó khác biệt nhiều lắm. Thứ nhất là những cái dấu ít là không được nè, không có tính năng này nè. Cái phiên bản essential bạn nhìn thấy không, đây nè, thì nó sẽ thiếu tính năng là đường lưới. Tính năng đường lưới nó hay lắm mà này nó thiếu, phiên bản này nó thiếu cái đường lưới. Giả sử như là các bạn mà vẽ mà dạng những cái bức ảnh mà nó liền với nhau á, hoặc là ví dụ như bạn chụp một bức hình cũng vậy, thì bạn hãy chỉnh sửa được bằng cái chức năng là đường lưới này đó. Mà phiên bản essential này nó không có. Cái thứ hai là cái phần chuyển động IK nè bạn. Chuyển động IK là chuyển động mà gắn xương á, thì sau này các bạn sẽ hiểu. Thì cái phiên bản essential nó cũng không có luôn, bạn phải mua phiên bản RAW mới có. Đây nè, tôi sẽ khoanh những cái quan trọng nè. Thứ nhất là cái master này nó không có nè, cái thứ hai là cái IK này không có, là hai này không có nè, hai này nó quan trọng lắm mà nó không có. Chuyển động gắn xương, cái này là chuyển động đường lưới. Và lưu ý cái thằng master nè, đặc biệt trên cái phần mềm Spiderol này là bạn, nó cũng không có luôn ha, nó chưa có thôi. Nhưng mà nó hứa hẹn nó ra cái bản nâng cấp lớn vào tháng 7 2020, ngay qua tháng sau á. Rồi và bạn sẽ biết được là thứ nhất ha, phiên bản RAW nó rất là tốt, nhưng mà nó giá nhiêu đây, $300. Rồi cái này chỉ giá $70 thôi. Nếu bạn nào mà là làm chuyên nghiệp mà làm trong công ty luôn á, thì chúng ta sẽ sử dụng phiên bản RAW rồi. Để tôi muốn tư vấn kỹ cái này tại sao, tại vì có nhiều bạn mua lầm lắm. Ban đầu cứ nghĩ là nó rẻ, cứ mua cái giá $70 rồi sau này các bạn sẽ bán lại người khác cái bản này, tại vì nó không có đáp ứng đủ cái công việc bạn yêu cầu. Nên thường ta không mua bản này bạn, thường ta chỉ mua cái bản RAW cái bên phải thôi. Rồi qua đến cái phần mềm kia. Phần mềm này là Spiderol, thì đây là cái công ty nè bạn, công ty tên là Brassmon K nè. Đó. Thì bạn click vô đây để đặt hàng mua thôi. Và lưu ý các bạn là hiện tại cái phiên bản hiện tại là phiên bản Spiderol đó. Còn cái đây là nó kêu bạn đặt hàng trước thì không sao đâu. Hiện tại bây giờ nếu mà bạn mua thì bạn đang mua cái phiên bản là Spiderol, và qua tới tháng 7 2020 thì qua tháng sau đó, nó sẽ nâng cấp cho bạn lên cái phần mềm Spider 2 này. Tính năng rất là mới, rất là hay ho. Có luôn cái việc mà đường lưới này nãy chưa? Vừa mới chỉnh đường lưới đó. Có luôn được tính năng của thằng đường lưới luôn, Smart đó. Và thêm nhiều tính năng mới lắm, giao diện rất là hay bạn. Rất là đơn giản, trực quan, dễ thao tác, bạn thấy chưa? Đó. Rồi. Click vô đây xem thử giá cả sao. Hiện tại nếu bạn mua thì bạn chỉ đang sử dụng phiên bản Spiderol thôi nha bạn. Với giá là $60, $59, $60. Nó rẻ hơn bên kia nó
nó phiên bản thiết yếu nữa đã 70 đô rồi, phiên bản chuyên nghiệp tới 300 đô lần, còn bên đây phiên bản đầy đủ luôn là 70 đô. Nhưng mà nó đang thiếu tính năng là đường lưới ha. Qua tới phiên bản cập nhật qua tháng sau á thì nó mới có thôi, mới qua được cái Pace Pro cập nhật hoàn toàn miễn phí nếu như bạn mua thời điểm hiện tại. Đây nè, cái cam kết của nó nè bạn. Spider 2 là đang sử dụng phiên bản beta nè, sẽ được xuất bản dựng ở tháng July 2020 là tháng 7 2020 nè. Đó. Và khi đó bạn sẽ mua với cái giá là 79 đô. Còn nếu bạn mua thời điểm hiện tại thì bạn mua với giá là 60 đô thôi. Tăng lên 20 đô, 60 đô kia 80 đô. Rồi, từ khi bây giờ nếu bạn mua giờ thì bạn chỉ sử dụng phiên bản Pro thôi. Còn qua tháng sau thì bạn sẽ sử dụng phiên bản beta của Spider 2 cập nhật hoàn toàn miễn phí. Ok ha. Để bạn so sánh giữa tính năng với cái giá tiền để bạn lựa chọn. Nhưng mà bạn lựa chọn nào cũng vậy, cho nó sẽ có cái phiên bản dùng thử, bạn cứ tải về đi, dùng thử bao nhiêu ngày đó. Để chúng ta học tập thôi, trong quá trình mà tôi hướng dẫn các bạn học á, để bạn tải về thì bạn phải tải về được chúng ta mới có học được ha. Rồi. À, sau khi so sánh rồi á thì tôi nhắc lần nữa ha, bạn nào mà chọn theo cái hướng là hoạt hình cho 2D cho game á thì sử dụng hai phần mềm này. Tại vì hai phần mềm này nó chỉ làm hoạt hình cho từng nhân vật riêng lẻ thôi, chứ nó không có áp dụng chung cho nhiều nhân vật cùng lúc. Nó, nếu bạn làm nhiều nhân vật mà giống như trên hoạt hình đó thì bạn không nên chọn hai này, bạn sẽ chọn cái Harmony này và phần mềm Moho để làm hoạt hình mà giống như chúng ta xem trên TV. Rồi, thì sau khi bạn trong cái video này á, lọt danh sách phát tiếp theo á, tôi sẽ hướng dẫn các bạn học cái phần mềm đó bạn. Spider Pro đây, hai phần mềm nó tương tự thôi, chỉ khác cái giao diện thôi. Còn cái phần gì? Cái phần mà lý thuyết mà để tạo chuyển động á thì nó như nhau thôi bạn. Nên các bạn bạn nào mà biết cái cách mà tạo chuyển động cho hoạt hình rồi đó thì bạn dùng phần mềm nào cũng vậy, chứ nó chỉ là cái công cụ để bạn làm thôi. Nên hai phần mềm này tương tự nhau thôi, khác cái giao diện thôi. Rồi, thì cái phần mềm Spider Pro này á thì cũng như những cái phần mềm khác á, tôi sẽ để cho bạn cái phần gì? Cái phần phím tắt á. Phím tắt phần mềm á, tôi sẽ để ở dưới phía dưới cái video này. Thường tôi lúc nào cũng vậy, tôi sẽ để video số 1 á cho các bạn đừng có lộn. Thì video số 1 nè. Đây là phần phím tắt ha. Thì những cái phần phím tắt tôi sẽ tách riêng thành từng nhóm như thế này cho bạn dễ làm việc nè, dễ thấy. Đây nè, từng nhóm. À, từng nhóm. Và lưu ý trong đây nó sẽ có những cái chữ tô màu đỏ là cái chữ những cái chữ đặc biệt chúng ta thường dùng rất là nhiều, nên tôi buộc các bạn phải thuộc lòng những cái phím tắt này ha. Đây nè, những cái phím màu đỏ nè. Dùng rất là nhiều nên bạn phải thuộc lòng cho tôi. Nó cũng ít lắm mà không nhiều đâu, khoảng chục phím tắt đó lại à. Bạn làm đúng một lần thôi là bạn sẽ nhớ à. À, là một hai lần sẽ nhớ thôi chứ nó không có khó mà. Thấy vậy thôi chứ bạn làm một bài tập một là bạn sẽ nhớ thôi. Rồi, đó là cái phần phím tắt ha. À, kèm theo đó là tôi sẽ đính kèm một số cái bài tập trong đây. Một số cái file mà tôi đã gắn xương sẵn á, tài liệu sẵn luôn, có hình ảnh rồi với cái file thực hành luôn, bạn chỉ việc là mở lên để áp dụng theo thôi. Rồi rất là dễ ha, lý thuyết rồi bài tập. Rồi. Còn những cái phần dưới đây thì thôi đi, bạn khỏi cần đọc cũng được. Tôi thống kê lại cái nội dung mà tôi hướng dẫn các bạn thôi chứ không gì. Bạn rảnh thì bạn đọc, còn không thì thôi. Ở đây nó có cái phần này hay nè. Cái phần màu đỏ nè. Đây là cái phần lý thuyết về tạo chuyển động cho nhân vật á, thì nó áp dụng cho tất cả animation luôn. Thì bạn làm được bất kỳ phần mềm nào cũng vậy, hiểu được cái nguyên lý hoạt động nó rồi thì các bạn làm y chang như thôi. Những phần mềm nó tương tự nhau, chỉ khác cái giao diện thôi. Đó. Ok. Rồi lưu ý các bạn là phải cài được cái phần mềm này các bạn để ta học. Rồi tôi kết thúc video này đi. Tôi là Tú Phan đã dẫn các bạn trên trang web là fankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.